tại Hà Nội, lâu nay luôn hiện diện những người dân phải khiếu kiện đến cấp trung ương vì vụ việc của họ không được cơ quan chức năng địa phương giải quyết theo đúng luật định. Khi phải sống nhiều ngày ở Hà Nội để chờ cơ quan chức năng giải quyết như vậy, thì đời sống của họ ra sao? Phóng viên Nguyễn Hoàng ghi nhận. Gần đây, từ dân oan xuất hiện nhiều trên các trang mạng được mệnh danh là lề trái. Họ là ai? Có thể trả lời hầu hết đó là những người phải đi khiếu kiện suốt nhiều năm đến các cơ quan công quyền từ cấp địa phương đến trung ương mà không được giải quyết những vấn đề đất đai thu hồi phi pháp hay phán quyết mà họ cho là oan sai. Số khiếu kiện về đất đai được thống kê có thể chiếm đến hơn 90% tổng số vụ việc. Những người khiếu kiện về đất đai đến từ nhiều tỉnh thành khác nhau, từ Nam ra Bắc. Ngày qua ngày họ phải ăn trực nằm chờ trên con phố Ngô Thị Nhậm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, nơi đặt trụ sở Ban Tiếp Công Dân của Thanh tra Chính phủ và các cơ quan trung ương của nhà nước. Cuộc sống của những dân oan từ tỉnh thành về Hà Nội khiếu kiện được ghi nhận hết sức khó khăn. Bà Đỗ Thị Ngọc Nguyên chia sẻ về những khó khăn về nơi ăn chốn ở và cuộc sống hàng ngày. Chị em chúng tôi ở đây thì chú thấy là một cái phòng bé như vậy, tối ngủ thì cứ sắp lớp với nhau như vậy. Ban ngày thì không có ở nhà, nhưng mà ban đêm cần cái là có cái chỗ để ngả lưng. Thì tất cả những cái đồ vật này là toàn là xin người ta. Nếu mà anh chị, cô bác ở nhà có dư cái nồi, cái ấm gì đó, hay chén bát đồ có thể chia sẻ cho tụi tôi. Đừng có giục đi mà cho tụi tôi để tụi tôi xài. Thì tất cả mọi cái cũng nhờ cái tình thương của mọi người. Thì cũng nhờ bà con mà từ thiện để có giúp cho tụi tôi là chút đỉnh gạo. Hoặc là cái ngày lễ gì đó ta cho mì tôm hoặc là nước tương, nước mắm gì đó thì chị em của tôi sống chung vậy đó. Bà Vân, 75 tuổi, cũng nói. Con thì rất đông, 8 đứa con mà vì hoàn cảnh nghèo đi làm thuê làm mướn chỉ đủ sống cho vợ con, còn bản thân tôi tự sống cho bản thân già này. Bà Hương, 78 tuổi, ở Quy Nhơn chia sẻ. Riêng cá nhân tôi có một đứa gái, thằng rể. Mà đi làm khổ sở, làm gỗ là tháng bao nhiêu chú, còn đứa cháu ngoài nữa, không đủ làm, nuôi cháu ăn đi học. Để có thể sống qua ngày tại Hà Nội, họ đã làm những công việc lao động chân tay để kiếm sống. Bà Ngọc Nguyên chia sẻ. Cũng như là đi phụ người ta, giúp việc cho người ta, dù chỉ trong vòng 2 tiếng, khiêng đồ bất cứ làm một cái gì, người ta cho tôi 10.000, 20.000, tôi rất là cảm ơn. Tôi nay được 75 tuổi mà chiều tôi phải dọn hàng cho người ta, tôi kiếm 10.000 hoặc 15.000 để mua rau sống qua ngày. Những người phụ nữ miền Nam lớn tuổi này ra đất Bắc khi trời trở lạnh đều gặp phải những vấn đề về sức khỏe. Bà Ngọc Nguyên cho biết. Ra ngoài này thời tiết thay đổi là bị khớp, chẳng hạn như tôi bị đau khớp là coi như là nó sưng cái chân lên là không đi được. Thật sự nhiều lúc nhìn thấy mấy cô già lớn tuổi này, mấy cô ho. Tối ở chung đây hai cô này cố ho mà thiệt tôi nằm tôi cũng xót xa. Những người dân đi khiếu kiện mà chúng tôi tiếp xúc đều nói rằng họ cương quyết bám trụ ở Hà Nội cho đến khi nào nỗi oan của họ được cơ quan chức năng trung ương giải quyết mới thôi. Sự kiên định của họ luôn bị thử thách vì vào những dịp lễ, Tết hay hội họp quan trọng của chính phủ, chính quyền các địa phương Hà Nội cưỡng bức họ về địa phương với những lời hứa hẹn sẽ giải quyết vụ việc. Nhưng kết quả mà những người dân oan này nhận được vẫn là sự im lặng của nhà cầm quyền. Phó chủ tịch xã và các ban ngành ra đây gọi tôi về để giải quyết mà về cũng không giải quyết. Tới năm 2015 là công an tỉnh cũng đưa tôi về để giải quyết cho tôi mà cũng không giải quyết. Chúng tôi không ai giải quyết hết. Nhưng bên đây bây giờ ở môi trường vừa rồi đưa cái chúng tôi về ở tỉnh phải biểu để giải quyết nhưng mà họ không giải quyết được. Một số người dân quan sau nhiều năm đi khiếu kiện, nay cao tuổi và bệnh tật, luôn lo lắng, không biết khi họ nhắm mắt xuôi tay, ánh sáng công lý có chiếu rọi vào hay chưa. Vì trong thực tế có những cụ dân oan đột ngột từ trần trên đường giữa thủ đô Hà Nội.